các bạn. Hôm nay tối thứ tư, chúng ta lại cùng nhau truyền hình trực tiếp cái chương trình live stream này. Và hôm nay một cái chủ đề rất là quan trọng là 10 việc lớn đôi khi chúng ta cần phải có quyết định thay đổi. Nếu các bạn rớt vào 10 cái trường hợp này thì đôi khi chúng ta cần phải có quyết định thay đổi. Bởi vì sao ? Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta rất là nhiều, cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Và tối hôm nay mình cũng mới vừa đi mình cũng mới vừa có chương trình lớp Beatbox 14 xong. Và mình vừa trên lớp, mình mới về đây. Bạn Nghĩa Bến Tre mới vừa chở mình về đây. Cảm ơn bạn Nghĩa Bến Tre. Bạn đã từ Bến Tre bạn đi lên để bạn tham dự chương trình này, rồi bạn mới ghé bạn chở mình về đây. Vừa về tới nhà chưa ăn tối luôn. Rõ ràng là giờ này mình chưa ăn tối. Vừa đứng lớp về và live stream cho bạn xong, sau khi live stream này bắt đầu mình mới ăn tối. Chúng ta cần phải có, nên là mình cũng live stream nhanh thôi để bắt đầu vào chương trình. Thì các bạn giới thiệu về các bạn đi, chúng ta cùng nhau làm quen. Ok. Bạn nào mà mới lần đầu tiên làm quen mình thì chúng ta cơ hội này chúng ta làm quen nhau luôn, chúng ta biết nhau. Bạn chúng ta cùng nhau làm quen, cái chương trình chúng ta mới vừa bắt đầu thôi. Chúng ta làm quen nhau, giới thiệu họ tên là gì, các bạn đang ở đâu, các bạn ở khu vực nào và các bạn làm cái công việc gì. Chúng ta cần phải giới thiệu một chút về chúng ta để mọi người cùng biết. Bạn Vũ Thị Hoa, ok chưa? Ngày hôm qua mình cũng xin lỗi các bạn là ngày hôm qua, đúng ra là ngày hôm qua là có cái chương trình live stream, nhưng mà ngày hôm qua mình đi về trễ quá. Ngày hôm qua mình đi một cái chương trình mà mình bận cái chương trình đó, xong cái mình về đến nhà thì 10 giờ tối mất tiêu rồi, và thế là không thể live stream cho các bạn được. Nên tối hôm nay dù mới vừa đứng lớp về, ok chưa, vừa đứng lớp về chưa kịp ăn tối luôn, nhưng mà cũng sẵn sàng live stream cho các bạn, bởi vì mình bù lại tối hôm qua. Chào bạn Phương Anh ở Bắc Giang, chào bạn Nguyễn Quốc Vượng. Và bước đầu tiên là các bạn giới thiệu về mình, bước thứ hai là các bạn chia sẻ cái live stream. Hãy chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn đi, chia sẻ live stream nha. Chúng ta xem là chúng ta quen rồi, chúng ta bấm vào cái nút chia sẻ đi để chúng ta lưu lại. Bởi vì các bạn không chia sẻ thì các bạn không có lưu lại. Và khi các bạn lưu lại rồi, chào bạn Nguyễn Phú ở Đồng Nai. Vâng, bạn sống khác, ok, bạn ở khu vực nào bạn giới thiệu cho mình biết. Bạn Bùi Thanh Hiền, em Thanh Long Vàng ở Tiền Giang. Vâng, tuyệt vời. Bạn Thanh, bạn Nguyễn Thấm, em ở Nha Trang. Wow, bạn cùng quê hương với mình. Chào bạn Doãn Sáng, vâng, rất là tuyệt vời. Chào bạn Đặng Liễu, bạn ở Bình Dương. Vâng, ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào bạn Minh Toàn, vâng. Và các bạn giới thiệu về mình đi, các bạn kinh doanh lĩnh vực gì và các bạn mong muốn cái gì, các bạn khát khao gì. Bạn Thanh Thủy ở Khánh Hòa, cụ thể là ở Ninh Hòa em ơi. Ok chưa? Bạn Trương Vô Kỵ, ok, rất là tuyệt vời, bạn có cái tên giống như trong phim kiếm hiệp. Hôm qua, sorry bạn Trương Vô Kỵ, hôm qua mình có chương trình về rất là trễ. Và chào bạn gì bạn Phạm Quốc Nhân, bạn ở Tiền Giang, vâng, rất là tuyệt vời. Vậy thì bây giờ bắt đầu đi, để chúng ta bắt đầu vào chương trình liền. Để mình như thế nào mình cũng tranh thủ mình ăn tối nữa, chứ sau khi xong chương trình thì mình ăn tối, ok chưa? 10 việc quan trọng trong cuộc đời mà các bạn cần phải quyết định thay đổi. Vậy đó là 10 việc gì? Ok chưa? Các bạn bạn Nguyễn Thấm của ở Ninh Hòa, tuyệt vời. Ok chưa? Đó là những cái việc gì? Và trong thời gian này thì các bạn cứ nhớ giới thiệu và chia sẻ về các bạn nha. Đó là những cái việc gì? Ok. Và có thể là nó rớt vào những việc của các bạn. Bạn Tuấn ở Quảng Bình, rất là tuyệt vời. Bạn Văn Giang, bạn ở khu vực nào? Chào bạn Hồng Sang, đến từ Cam Ranh, ok. Bạn Hồng Sang đến từ Cam Ranh hả? Bạn là quê hương dưới mình rồi. Mình cũng ở Cam Ranh đây. Vâng, 10 việc quan trọng đó là, thứ nhất đó là công việc, các bạn ghi vô. Thứ nhất đó là công việc. Công việc. Ok chưa? Chào bạn Nguyễn Trương Tuyến, ok chưa? Thứ nhất đó là về công việc. Nếu bạn đang ghét cái công việc hiện tại của mình, ok chưa? Nếu bạn đang ghét cái công việc hiện tại của mình, bạn không thích cái công việc hiện tại của mình, mà bạn vẫn cứ lo làm cái công việc của mình, ok chưa, thì có lẽ là cái công việc của bạn nó sẽ không thực sự hiệu quả. Chào bạn Thạch Thảo, ok, nghe nói là hình như em về Vinh Home rồi đúng không? Nếu em về Vinh Home thì ở gần chỗ mình rồi, hồi nào gia đình hẹn nhau đi ăn đi. Ok chưa? Chào bạn Trần Mao, ok chưa, bạn ở Đà Lạt,
hiện tại bạn vẫn cứ xem livestream của mình, ok, rất là tuyệt vời. Bạn nào ở Gò Vấp này, bạn muốn Tây Ninh, ok chưa? Công việc, nếu mà bạn không đam mê cái công việc của mình, cái công việc của mình, chào bạn Nguyễn Trương Tuyến, ok, bạn rất là năng lực. Nếu mà bạn đang không đam mê cái công việc của mình, mỗi ngày bạn làm việc với công việc của mình theo một cái cách rất là giật giờ, ok chưa? Mà bạn cố thì bước tiếp theo là bạn phải cố gắng bạn cải thiện nó. Làm việc nó không hiệu quả thì chúng ta phải cải thiện nó. Nếu chúng ta không cải thiện nó mà chúng ta cứ để cái công việc ngày này qua ngày nọ, nó cứ nó tồn tại như vậy thì nó sẽ hủy hoại cuộc đời của bạn, nó hủy hoại cái trí tuệ của bạn, nó làm cho mọi thứ năng lượng của bạn và nó làm cho mọi mối quan hệ của bạn nó đứt hết. Nếu chúng ta quyết định làm tiếp cái công việc đó thì chúng ta phải cải thiện nó. Mỗi ngày chúng ta cải thiện một chút thôi. Chúng ta đừng có suy nghĩ là chúng ta phải làm một cái việc gì nó quá to lớn, một cải thiện một chút xíu thôi. Và mỗi ngày chúng ta phải làm cho nó tốt hơn. Nếu cái công việc bạn đang làm đổ mồ hôi hột, thì thay vì hàng ngày bạn đổ mồ hôi hột thì bạn hãy nghĩ cách làm sao để nó không còn đổ mồ hôi nữa. Nếu cái công việc của bạn mà hiện tại làm nó thu nhập quá thấp thì bạn hãy nghĩ cách để làm sao chúng ta tập trung vào công việc đó để thu nhập nó cao hơn. Chứ chúng ta không hỡi chút là bỏ cuộc, hỡi chút là chán nản, rồi làm rồi ngồi đó rồi rên rỉ rồi than thở. Cái công việc làm gì thì chúng ta cũng sống, làm gì thì chúng ta cần cũng phải có tiền, đã sống trên đời này thì cũng phải làm, và làm cái gì thì cũng phải có tiền. Mà đã lỡ làm rồi thì chúng ta phải cải thiện nó, phải tập trung, phải chuyên sâu nó thì chúng ta mới làm được cho nó có kết quả. Không ai trên đời này mà tự nhiên, cái những người mà họ luôn suy nghĩ cái cách á, mà làm sao để có tiền dễ dàng hơn á, là họ hay đi làm những cái công việc mà đi tìm những công việc dễ ăn mà họ làm. Tức là họ chạy theo xu hướng, họ chạy theo phong trào, mà họ không đi luyện cái kỹ năng, họ không đi luyện cái nền tảng, họ không chịu đi luyện cái năng lực mà họ đạt được. Nên những cái người đó họ rất là dễ bị gạt. Họ dễ bị gạt lắm. Ai mà dụ họ cái chỗ này kiếm tiền dễ, cái chỗ kia kiếm tiền dễ, là tự nhiên họ như thế nào họ nghe theo liền. Nên là chúng ta mong muốn các bạn nè, hơn 100 bạn đang xem live stream này, các bạn đừng có bao giờ mà có tư duy hãy luyện cho chúng ta có một cái nền tảng gốc rất là vững chắc. Lý do mà chúng ta bị mất tiền, lý do mà chúng ta bị người này gạt người kia gạt, nó chỉ có hai vấn đề thứ nhất là quá tham lam, và vấn đề thứ hai là do ngu. Ok, giờ nó chỉ có hai cái đó thôi thì nó sẽ bị gạt. Những lần bạn mất tiền trong cuộc đời này nó chỉ rất là hai trường hợp đó thôi: một là bạn tham lam quá, hai là bạn ngu quá. Và tham lam á thì nó bạn sẽ còn mất tiền nhiều nữa. Còn ngu thì hãy luyện cái kỹ năng của mình đi, hãy học hỏi những người xung quanh, hãy tham khảo những người xung quanh thì bạn sẽ hết được cái đó ngay. Các bạn hình dung chưa? Vậy thì cái công việc của chúng ta, cái câu hỏi đặt lại là cái công việc của hiện tại nó đã mang lại hiệu quả cho bạn chưa? Hiệu quả là gì? Nó làm cho bạn đã phát huy cái trí tuệ của bạn chưa? Nó làm cho bạn đam mê chưa? Nó làm cho bạn hết mình với nó chưa? Nó làm cho bạn yêu nó, ok, mỗi ngày mà bạn vẫn thưởng thức nó và bạn vẫn yêu nó đó chưa? Nếu chưa thì bạn hãy hỏi lại mình tại sao vậy. Ok chưa? Bạn phải hỏi lại. Và nếu mà bạn không đam mê nó mà hằng ngày bạn vẫn cứ làm như nó thì đúng là phải hỏi lại bạn, hình như là bạn đang có vấn đề. Bạn đang có cái vấn đề nặng, không đam mê nó mà tại sao bạn cứ làm giữ nó? Bạn đang có vấn đề mạnh. Và nếu đã làm như nó, đã lỡ làm nó thì chúng ta phải cải thiện ra, học hỏi để chúng ta biết cái cách để làm sao cho nó tốt ra. Các bạn hồi nãy giờ các bạn nghe mình nói cái gì hay, các bạn chụp được cái ý gì thì các bạn phải nốt vào, các bạn phải ghi vào. Các bạn phải nốt vào, các bạn phải ghi vào. Ok chưa? Như vậy thì các bạn mới năng lượng được. Các bạn thấy giờ này mình chưa ăn tối mà mình vẫn năng lượng này, mới vừa đứng lớp về nè, mới vừa trên lớp 9 giờ xong là chạy về đây đúng 9 rưỡi là lên live stream liền. Mà mình vẫn rất là đầy năng lượng. Khoảng 10 rưỡi live stream này mới hết 1 tiếng đồng hồ, khoảng 10 rưỡi thì mình mới ăn tối được. Ok chưa? Nhưng mà mình vẫn có năng lượng. Các bạn hồi chưa? Nó là hồi nãy giờ bạn Thị Nguyễn nè, bạn Thúy Ảnh nè, rất là tuyệt vời. Bạn nào mà lần đầu tiên biết mình thì các bạn ở như thế nào hãy làm quen với mình đi, và nhớ chia sẻ cái live stream của mình nhé. Comment xuống sâu nó như nè: học quá khôn. Không phải quá khôn, quá tham lam chứ không phải quá khôn. Ok chưa? Một là tham lam, hoặc là quá tham lam. Hai là quá gì quá ngu. Ok, thì chúng ta sẽ mất tiền. Và mình dành 1 phút để mình quảng cáo về mình. Ok chưa?
Mình là tác giả của ba cái quyển sách này. Quyển thứ nhất là Việc Vượt Biển Lớn, Cách Đi Lên Của Người Khởi Nghiệp Từ Năm Xu. Cái quyển thứ hai là Beyond The Way. Cái quyển này mình bán ở nước ngoài. À, và quyển thứ ba đó là quyển gì ạ? Mỗi ngày một chút thôi. Cái đó là những cái bài học giới thiệu 101, những bài học chuyên về trong kinh doanh. Mà bạn đọc những cái quyển này thì nó sẽ giúp cho bạn phát triển rất là nhiều. Ok chưa? À, bạn mua ba cái quyển sách này. Ok chưa? À, mua hai cái quyển sách này, điều kiện là hai cái quyển sách này thì mình sẽ ép các bạn vào trong một cái group. Ok chưa? À, vào một trong cái group, và trong group đó mình sẽ chia sẻ chuyên sâu hơn. À, chia sẻ chuyên sâu hơn về kinh doanh. Ở ngoài này ấy, thì mình live stream, mình chia sẻ nói về cuộc sống nhiều hơn, nói về phát triển bản thân nhiều hơn, nói về con người nhiều hơn. Còn vào trong group thì mình sẽ chia sẻ bạn sâu về kinh doanh hơn. Ok chưa? Bạn nào mà đã mua hai cái quyển sách này khắp mọi miền đất nước, các bạn không cần phải đến Bi Trinh Ninh học. Ok chưa? Khắp mọi miền đất nước, mình sẽ chia các bạn vào group và mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái kiến thức chuyên sâu về kinh doanh hơn. À, và bạn nào muốn mua thì các bạn inbox vào cái số điện thoại, các bạn nói là em muốn mua thì sách sẽ gửi đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Ok chưa? Dạ. Và sau đó các bạn đủ điều kiện rồi thì mình add vào một cái group. Ok chưa? Cái group đó là cái group bí mật, và cái group đó là group kín. Và trong cái group đó mình sẽ chia sẻ chuyên sâu về kinh doanh. Ok chưa? Bạn nào có hai cuốn đó thì bạn phải chứng minh được là bạn đã có hai cái cuốn sách này rồi. À, và nhân viên của mình, các bạn comment xuống, nhân viên của mình họ sẽ theo dõi, follow các bạn và họ sẽ kiểm tra. Nếu mà đúng thì họ sẽ ép bạn chuyên group, và cái group đó chuyên chia sẻ về kinh doanh, giúp cho các bạn khởi nghiệp làm sao để sinh được tốt hơn. Ok chưa? À, bước điều kiện là các bạn phải mua được hai cái quyển sách này. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình lại chia sẻ tiếp. Vậy vừa rồi hồi nãy mình nói là những việc các bạn thay đổi đó là công việc, đúng không? Nếu công việc mà nó nhàm chán quá thì chúng ta phải gì à? Phải làm sao để cải thiện nó, để làm sao để cho nó tốt hơn, chứ không có ngồi rên rỉ mà than thở nha. À, nếu công việc mà đang làm vất vả quá thì chúng ta phải nghĩ cách làm sao để nó không còn vất vả nữa. Nếu cái công việc mà bạn không đam mê thì phải nghĩ cách làm sao nó không còn đam mê nữa. À, nó đang không đam mê thì làm sao để nó đam mê. Ok chưa? À, và nếu cái công việc của bạn mà như thế nào à, mà nó thật sự làm hoài mà nó không phát triển được thì bạn phải nghĩ cách. Còn nếu mà bạn nghĩ cách xong rồi mà không được thì nghĩ quách nó đi, đổi cái công việc đi, ăn ở làm đó hoài rồi cứ chán hoài là không có được, cái điều đó nó không có hiệu quả. Ok chưa? Và bây giờ là tới cái phần số 2, mình phải chia sẻ nhanh bởi vì mình chưa ăn tối nữa, mình sẽ chia sẻ nhanh. Ok chưa? Và các bạn ghi vào, các bạn ghi vào cho bạn Hải Lý, em có hai cuốn rồi. À, ok. À, phải chứng minh được là mình có hai cuốn. Chào bạn Lê Trung Thành. Ok, việc thứ hai về sức khỏe. Ok chưa? Thứ hai là về sức khỏe, thứ nhất là về công việc, cái thứ hai về sức khỏe. Ok chưa? À, nếu mà bạn nên nhớ là sức khỏe của con người là quan trọng, càng lớn thì tài nguyên sức khỏe nó càng hao mòn đi. À, mình thấy có một số bạn vẫn chưa chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn nhỉ? Tại sao các bạn không chia sẻ đi? Mình mới thấy có 39 bạn chia sẻ, còn những bạn nào chưa chia sẻ thì các bạn chia sẻ về live stream đi. Bởi vì bạn chia sẻ về, thứ nhất là nó làm cho bạn nhớ. À, cái thứ hai á, nó làm cho những người thân của bạn, bạn bè của bạn mà nó xem được live stream này, họ xem được live stream này thì họ thay đổi được cái gì đó. Cái đó, cái điều này nó vô cùng tốt cho người thân của bạn mà. Nghĩa là các bạn đã gieo được một cái hạt tốt, bạn đã làm được một cái việc tốt qua cái cơ duyên này mà họ biết nhau. Ok chưa? Nó là các bạn phải chia sẻ. À, chào bạn Thủy. Ok chưa? À, và đó là lý do mà bạn cần phải chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi. À, mình nhắc các bạn để các bạn chia sẻ, còn không nữa các bạn không có chịu chia sẻ. Các bạn đợi nhắc các bạn mới chia sẻ, đúng không ạ? Ok. À, và cái việc thứ hai mà mình nói với các bạn. À, bạn Tuấn Lộc, bạn nói sức khỏe là vàng. Ok, sức khỏe nó còn hơn vàng. Sức khỏe còn hơn vàng, nói sức khỏe là vàng là không có đúng. Sức khỏe là cái tài sản mà quý giá nhất trên đời này, mà không có cái gì so sánh được với nó. Ok chưa? À, chứ không phải là sức khỏe là vàng. Nói sức khỏe là vàng, nói sức khỏe là kim cương cũng không đúng. Vì có kim cương cũng không mua được sức khỏe, có vàng vẫn không có mua được sức khỏe, nên sức khỏe không có gọi là vàng, không có so sánh sức khỏe với vàng được. À, mà sức khỏe là cái tài nguyên mà nó quý giá nhất, mà hồi giờ chưa ai có thể mua được nó. Tuy nhiên, bạn có cách để bạn duy trì nó. Đó là gì ạ?
mỗi ngày chúng ta tập thể dục ít nhất 30 phút. Mấy phút các bạn ghi vô? Bao nhiêu phút? 30 phút. Mỗi ngày chúng ta tập thể dục bao nhiêu phút? 30 phút. Các bạn ghi vào để các bạn nhớ. Mỗi ngày chúng ta tập thể dục 30 phút và tập tốt nhất là tập buổi nào? Tập buổi sáng. Ok, là tập buổi sáng. Bởi vì tập buổi sáng là khi người ta chứng minh được, khi mà chúng ta thức dậy, chúng ta chiến thắng được cái giường của mình, chiến thắng được cái mền của mình, chiến thắng được cái giấc ngủ ngon của mình vào lúc buổi sáng. Thực sự rất là khó khăn. Bởi vì sao? Nó vô cùng quyến rũ. Ok, chào bạn Tuyết Mai. Cô bé chuyên luyện tiếng Anh Miss Mai. Ok, rất là tuyệt vời. 30 phút thì khi chúng ta chiến thắng rồi, chúng ta chạy ra ngoài đường kia, chúng ta tập thể dục. Mình thì mình hay chọn cái môn chạy, bởi vì cái môn đó nó như thế nào ạ? Cái môn đó nó dễ dàng, nó không đòi hỏi cái điều kiện gì, và ở cái không gian nào chúng ta cũng có thể làm được. Ok chưa? Thì khi mà chúng ta chạy thể dục 30 phút đó thì nó như thế nào? Nó xả hết những cái độc tố của trong con người của ta, và nó kích thích một cái năng lượng rất là tuyệt vời trong con người chúng ta, và mỗi ngày chúng ta rất là hưng phấn. Nó là cái công việc mà hiện tại các bạn cần phải có cái thay đổi, và bạn thay đổi nó. Cái việc thứ hai đó là mình nói là các bạn gì à? Các bạn phải thay đổi cái chế độ luyện tập sức khỏe của mình thì con người của bạn nó mới minh mẫn và nó mới khỏe được. Còn nếu mà bạn không giải quyết được cái việc này mà bạn đòi làm giàu, đi đâu cũng hô là triệu phú, nói hồi chút là tôi là triệu phú, mà người thì mập ú, hoặc là người thì ốm nhom, sức khỏe thì không có. Ok chưa? Làm việc một chút xíu mệt mà hỏi chút hô tôi là triệu phú, tôi là triệu phú, tôi phải là giàu. Mà trước khi bạn giàu có về tiền bạc, bạn hãy giàu có về sức khỏe thôi. Mình rất là tự hào. Ok chưa? Mỗi ngày mình luyện được cái sức khỏe. Ok chưa? Và bởi vì sao mình luyện được sức khỏe? Bởi vì mình hiểu nó là cái tài nguyên quý giá nhất ở trên đời này, mà không có vàng bạc nào mà mua được, không có kim cương nào mà mua được. Nó là mình luyện đó. Ok, mình rất là ngày nào mình cũng tập mấy phút hết, 30 phút hết. Và mình có gì à, sáng nào mình cũng dậy và mình với đứa con gái Bambi của mình, ok, bé Bambi của mình, chạy tập thể dục và tập rất là năng lượng, và ngày nào mình cũng làm cái việc đó hết. Bởi vì mình biết khi mà mình làm cái việc này là mình làm cái gì bạn không? Mình đang sở hữu một cái rất là tuyệt vời, đó là tài nguyên quý giá nhất của cái cuộc đời này mà không có thể gì mua được. Và nếu bạn nào mà như thế nào à, bạn đã sở hữu được sức khỏe tốt thì bạn đang có cái nguồn tiền quý giá nhất, và thế vậy là bạn đã giàu rồi. Bạn hô bạn muốn trở thành triệu phú, bạn hô bạn muốn trở thành tỷ phú, bạn ăn to nói lớn nhưng mà sức khỏe bạn không tốt, người thì mập ú đi, bụng thì rất là bự, gần đất xa trời, vậy mà cứ suốt ngày cứ nói gì triệu phú, mà sức khỏe thì không tốt. Bạn giỏi, bạn thức dậy lúc 5 giờ sáng đi, lúc nào cũng tập thể dục 30 phút đi, thì tự nhiên con người bạn nó rất là tuyệt vời. Bạn hình dung ra điều này chưa? Vậy thì vừa rồi. Ok, rất là năng lượng bạn hình Kim Anh ơi. Cô bé Kim Anh này rất là giỏi nè các bạn ơi. Cô bé này còn rất là trẻ, 21-22 tuổi thôi mà ra kinh doanh trang sức rồi. Ok, bạn Kim Anh tối nay em đi xem livestream này rất là tuyệt vời. Ok chưa? Thời gian tốt nhất là buổi sáng, đúng rồi. Chào bạn Vũ Đức Trình, ok, chào bạn Khoáng Lặng, ok. Các bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn làm quen với mình đi, kết nối với mình. Và các bạn nào mà muốn kết nối với mình sâu hơn thì các bạn mua hai cái quyển sách của mình. Mỗi ngày một chút thôi, hoặc cũng vượt biển lớn. Sách sẽ giao tới nhà của bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và mình sẽ ép các bạn vào một cái group. Ok chưa, gọi là cái group bí mật đó, mình sẽ chia sẻ sâu các bạn về kinh doanh hơn. Ok chưa? Ở ngoài này thì mình sẽ chia sẻ về phát triển bản thân nhiều hơn. Ok chưa? Và hồi nãy giờ là mình đã chia sẻ tới cái bước sai. Bước thứ nhất là gì? Là công việc. Bước thứ hai là gì các bạn? Về sức khỏe. Ok, những cái điều mà chúng ta thay đổi. Nếu mà bạn chưa có sức khỏe tốt thì bạn cần phải có cái hạch và thay đổi ngay ngày hôm nay. Nếu mà bạn đang hút thuốc thì bạn phải có cái hạch thay đổi là không hút thuốc nữa, phải bỏ hút thuốc đi. Bạn đừng cứ cố gắng mỗi ngày mà luyện hút thuốc. Chào bạn Tú Nguyễn, ok chưa? Bạn đừng cố gắng mỗi ngày mà luyện hút thuốc. Để bạn duy trì được cái việc hút thuốc, bạn đang luyện nó mỗi ngày bạn phải tiêu tốn hết một gói thuốc để mà bạn cố gắng bạn luyện nó. Thì tại sao bạn không cố gắng mỗi ngày?
ok chưa? À, bạn luyện cái tập thể dục của mình đi, thức dậy sớm tập thể dục đi, à, và hãy cải thiện sức khỏe. Bạn làm, bạn thay đổi được cái việc này thì cái công việc của bạn bắt đầu nó thay đổi ngay, mọi thứ xung quanh của bạn nó sẽ thay đổi ngay. Thay vì bạn cố gắng mỗi ngày bạn luyện để bạn hút 20 điếu thì bạn hãy cố gắng mỗi ngày để bạn gặp được 20 người. Ok chưa? Làm quen với 20 người mới là những người bạn rất là tuyệt vời trong cuộc đời của chúng ta. Tại sao chúng ta không làm cái việc đó? Mà tại sao chúng ta lại cứ cố gắng hút thuốc? Hả? À, ok chưa? Chúng ta cứ cố gắng hút thuốc, chúng ta cứ cố gắng nhậu bia, bọt, rồi sức khỏe không tốt ra. À, vậy thì chúng ta hãy làm ngược lại. À, các bạn nhớ chưa? Bạn hút thuốc là bạn đang đốt sức khỏe của mình, bạn đang đốt tiền mình, mà bạn lại vẫn cứ hút thuốc. À, rồi suốt ngày cứ rên rỉ, than thở. Ok chưa? Nó là chúng ta cần phải bỏ dứt khoát đi những cái tính cách xấu đó. Hãy thay đổi cái thói quen cuộc sống đi. À, thì cuộc sống chúng ta nó mới tốt được. Ok chưa? Bạn Anh Mai, em muốn mua sách của mình là bằng cách em comment dưới này và cho số điện thoại của mình, hoặc là inbox vào trong inbox cho số điện thoại của mình, sách sẽ được giao đến các bạn trong khắp mọi miền đất nước. Chào bạn Tuấn Lộc, cảm ơn bạn Tuấn Lộc rất là nhiều. Và bạn nào chia sẻ cái livestream mình thì các bạn hãy chia sẻ cái livestream của mình đi, chia sẻ về nhà. Và chương trình của ta livestream đến 10 giờ rưỡi lận. Ok chưa? Các bạn ghi vô, mình chưa ăn tối nè, mình mới đứng lớp về nè, mình chưa ăn tối, mình còn nói chuyện với bạn rất là sung nè. Tại sao các bạn lại không sung lên? Ok, các bạn phải năng lượng lên. Một buổi tối rất là tuyệt vời, phải lô cùng năng lượng lên các bạn ơi. Ok, cái thứ ba các bạn ghi vô đó là nhà. Nhà. Ok chưa? Với người Á Đông của chúng ta, cái nhà là cái vô cùng quan trọng. Cái nhà nó là cái gốc, cái nhà đó là cái mà chúng ta cần phải có. Ok chưa? Nếu mà hiện tại bạn đang không có nhà, 20 mấy tuổi rồi, 30 tuổi mà không có một cái nhà. Nếu bạn đang có gia đình rồi mà bạn không có nhà, vừa dạy học sinh vừa nghe thầy nói, ok, rất là tuyệt vời. Nếu mà bạn không có nhà, ok chưa? Bạn Cẩm Nguyễn, ok, nếu mà bạn lần đầu tiên, bạn Quốc Việt, ok chưa? Nếu mà bạn lần đầu tiên biết đến mình thì rất là cảm ơn. Các bạn hãy làm quen với mình nhé. Rồi sau cái livestream này mình sẽ kết bạn với bạn. Ok chưa? Các bạn hãy làm quen với mình, hãy kết nối với mình. Thông qua cái livestream này chúng ta biết nhau, chúng ta là những người rất là tuyệt vời. Nhờ Facebook mà chúng ta mới biết nhau. Nó là chúng ta phải cảm ơn Facebook, cảm ơn các bạn đã kết nối dư với mình. Ok chưa? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bước thứ ba là mình nói là nhà. Nhà, nếu chúng ta trưởng thành rồi mà chúng ta không có cái căn nhà riêng thì rõ ràng chúng ta rất là dở hơi. À, ok chưa? Chúng ta cần phải gì? Bằng mọi giá chúng ta phải có cho mình một cái căn nhà riêng, phải làm hết nỗ lực lên, phấn đấu như vậy thì con người của ta nó phát triển được. Phải có cho mình một cái căn nhà riêng. Và nếu căn nhà của bạn có rồi mà bạn đang ở cái khu nó như nào, cái khu nó lụp sập lụp xệ, cái khu nó không có phát triển, thì chúng ta hãy có kế hoạch gì di chuyển cái căn nhà của chúng ta vào cái khu nó hiện đại hơn. Ok chưa? Chào bạn Anh Mai, rất là tuyệt vời. Ok chưa? Ngày mai các em nó sẽ gọi điện thoại và nó giao sách cho các bạn đến mọi miền đất nước. Và bạn cũng nhớ chia sẻ gì à? Chia sẻ cái live stream về nhà của các bạn đi nhé. Nha bạn Anh Mai. Và nó như thế nào nữa? Và bạn nào đã muốn tham gia vào một cái group bí mật riêng thì các bạn phải có hai cái quyển sách của mình. Và mình phải đưa bạn vào cái group riêng để mình nói các bạn sâu về khởi nghiệp, về kinh doanh. Còn ở ngoài này thì mình không có nói về khởi nghiệp kinh doanh. Mình chỉ nói về cái gì à? Về phát triển cuộc sống, về con người thôi. Cá nhân chúng ta phát triển là doanh nghiệp của chúng ta phát triển. Năng lực chúng ta phát triển thì doanh nghiệp của chúng ta nó sẽ lớn. Năng lực cá nhân đột phá thì doanh nghiệp chúng ta nó sẽ đột phá. Các bạn hiểu cái nguyên tắc nó là như vậy. Ok chưa? Rồi thầy nhé. Ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và khi ở trong group của chúng ta đủ khoảng 200 bạn rồi, trong group của chúng ta đủ 200 bạn thì mình sẽ chia sẻ chuyên sâu cho bạn về những kỹ năng mà các bạn kinh doanh. Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy thì cái việc tiếp theo là mình nói là nhà. Nếu mà bạn đã có một căn nhà mà căn nhà của bạn nó ở Đức ơi, coi đi hay lắm. Ok, bạn sống khác. Em tát bạn Đức vô em. Em tát vô chứ em nói như vậy bạn không có biết. Em tát tên của bạn vô thì bạn mơ biết. Ok, bạn Nguyễn Phú Hữu. Ngày mai các em sẽ giao cho bạn. Ok, bạn quả rất là tuyệt vời. Ok chưa? Vậy thì ngày mai nhân viên của mình sẽ liên hệ với em. Nhà, chúng ta cần phải có nhà. Nếu các bạn chưa có nhà thì phải cố gắng
trong năm nay, sang năm hoặc cùng lắm 3 năm nữa. Làm việc mà 3 năm liên tục mà không mua được nhà là làm việc quá tệ. Và hãy đến gì? Hãy đến gặp mình. Hãy đến gặp mình. Hãy đến lớp học mình để gặp mình. Để mình chỉ cho cái cách làm sao 3 năm nữa mua được cái căn nhà. Ok chưa? Còn nếu mà bạn không muốn đến thì bỏ tay rồi. À, bạn hình vô chưa? À, và nó như thế nào ạ? À, bạn đã có cái căn nhà rồi. À, mà cái căn nhà bạn nó ở những cái nơi không có tuyệt vời. Thì bạn sẽ phấn đấu để làm sao di chuyển của căn nhà chúng ta vào cái khu tuyệt vời. Ví dụ như bạn đang có nhà ở Hóc Môn, ok, và cái khu đó nó không có tuyệt vời, thì chúng ta làm cách phấn đấu để chúng ta di chuyển vào cao hơn, di chuyển vào hơn, vào những cái nơi mà nó tuyệt vời hơn. Ok chưa? À, và lăn lăn, các bạn cần phải có những cái căn nhà ở nó giống như gì? Cái ngôi nhà mơ ước của mình. Giống như là một cái chỗ mà nó làm cho chúng ta rất là fulfillment. Fulfillment là nó làm cho chúng ta rất là tràn đầy. Và ở cái không gian đó nó làm cho chúng ta sướng. Thì chính cái điều đó nó làm cho người bạn phát triển. Chúng ta sống có nhiều đâu. Nếu bạn 40 tuổi rồi, như mình 40 tuổi, thì chúng ta sống cùng lắm 30 năm nữa có nhiều đâu. Mà bây giờ chúng ta còn phải ở trọ. Thì chúng ta phải cố gắng chúng ta sống hết mình đi. À, để chúng ta có được những cái đó, để chúng ta đừng có lòng vòng hoài. Ok chưa? Rồi, tiếp theo. Cái bước tiếp theo là vừa rồi cái số 4 đúng không? Bây giờ cái số 5. Mình chưa ăn cơm nha các bạn, mình chưa ăn tối nên mình hơi đói bụng nên mình sẽ chia sẻ hơi nhanh. À, mình sẽ chia sẻ hơi nhanh. Còn có nửa tiếng nữa thôi, có thể là chưa tới nửa tiếng là mình đã chia sẻ xong rồi. Ok. Bước tiếp theo là thu nhập. Ok, bước tiếp theo là thu nhập. Ok chưa? Nếu mà bạn gì ạ? Bạn có thu nhập thấp quá thì nghĩa là cái giá trị bạn đang cống hiến cho xã hội này quá thấp. Điều đó nó có nghĩa nó là như vậy. Không phải là công ty trả lương thấp đâu, mà lý do là cái giá trị mà bạn cống hiến cho công ty nó thấp quá. Vậy thì hãy tìm cách để làm cho con người mình nó có giá trị lên, để mà thu nhập chúng ta mơ cao. Và khi mà bạn có giá trị thì không ai mà thu nhập thấp hết. Bạn ra ngoài bạn làm bạn cũng được khách hàng trả tiền bạn cao. Và khi bạn như thế nào, có nhiều người cứ ráng cố gắng đi xin để lương cao. Mình nói với các bạn như này, lương cao. Bây giờ bạn làm chỗ này 5 triệu, bạn xin chỗ khác 6 triệu, thậm chí bạn xin chỗ khác 7 triệu, hơn 2 triệu một tháng. Thì mình nói với bạn nè, hơn 2 triệu một tháng thì một năm bạn có tăng hơn, có 20 triệu hơn, thì nó cũng làm cho bạn gì? Chả làm cho bạn mua được cái căn nhà nào đâu. Ok chưa? Đừng có vì mà 1-2 triệu rồi nhảy từ chỗ này mà nhảy nơi khác. Mà hãy gì ạ? Vì gì ạ? Hãy làm cho con người mà nó có giá trị. Thì công ty bạn sẽ trả cho bạn lương rất là cao. Bạn hình dung chưa? Công ty bạn sẽ trả lương bạn cao vô cùng. Bạn hình dung ra điều này chưa? Nó là hãy biến con người mình, một người có trở thành giá trị. Nhân viên mình, công ty mình nói hoài. Mình nói nhân viên công ty mình hoài. Mình cứ các em phải làm việc. Mà làm sao á, ok chưa, mà anh như thế nào à, anh không thể không giữ các em được, bởi vì các em làm việc giỏi quá. Còn các bạn làm việc mà cứ tình tèn, ai cũng có thể thay thế được. Thì bạn làm việc như vậy để làm gì? Bạn không có giá trị, bạn đi cũng được. Không có bạn thì tôi thế người khác, có gì đâu. Làm việc không có giá trị mà đòi lương cao. Những người đó bắt đầu chạy đi nơi khác rồi đòi lương cao, rồi khi vô làm thực tế người ta thấy bạn làm tệ quá rồi người ta cũng như thế nào ạ? Người ta cũng loại bạn qua một bên ạ. Một trong những cái bí mật trong cuộc sống này là bạn hãy tạo giá trị cho con người mình. Hãy rất là giỏi, hãy làm được rất là nhiều việc thì bạn như thế nào? Bạn rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay mình mới vừa được báo, mình thấy một bạn ở ngoài Hà Tĩnh đó, nhảy xuống sông cứu một cái cô bé. Mình nói liền, ok chưa, ngày mai mình sẽ liên hệ với cái cậu đó liền. Cậu đó là vô cùng tuyệt vời, là một con người vô cùng tuyệt vời, bạn hiểu chưa? Và mình đọc cái câu chuyện của bạn đó, bạn nói rằng là bạn đó là làm một cái nhân viên thôi, một người nhân viên của một cái công ty viễn thông thôi. Và khi bạn tới đó, bạn thấy cô đó vừa nhảy xuống cầu một cái là bạn lật đật bạn dừng xe lại, cởi mũ bảo hiểm ra và từ trên cầu 25m bạn nhảy xuống để bạn cứu cho bằng được cái cô bé đó. Cái cậu đó là vô cùng tuyệt vời. Cậu đó là một con người mà có suy nghĩ vô cùng tuyệt vời. Và nếu bạn đó cái công ty mình, bởi vì bạn mà đó có một suy nghĩ, nếu mà bạn là nhân viên công ty mình sẽ giao cho bạn đó, mình sẽ đào tạo cho bạn đó,
sẽ trao rất là nhiều kinh nghiệm cho bạn, bạn đó, để bạn đó phát triển. Mình không biết cái công ty viễn thông đó có trọng dụng được bạn này hay không, hay là vẫn cứ để cho bạn đó làm những công việc nó chạy đi ngoài đường nó là như vậy. Các bạn là chúng ta điều này nè chưa? Hãy biến mình thành một con người vô cùng, vô cùng, vô cùng có giá trị. Ok chưa? Thì ai cũng thích bạn hết. Ok chưa? Ai cũng ghiền bạn hết. Còn chúng ta không có giá trị mà chúng ta cứ đòi thu nhập không à? Đó. Mình nói với mấy đứa nhân viên của mình, mình kêu em, tụi em mà đứng lớp được như anh đi, tụi em đứng lớp được như anh đó đi, anh cũng trông cho có người đứng lớp được như anh lắm, trông cho tụi em đứng lớp được như anh lắm, để thế anh, chúng ta ngày tuần nào anh cũng đứng lớp, anh muốn nghỉ lắm mà anh muốn nghỉ không được. Vì tụi em đứng lớp được nhanh đi thì tụi em sẽ được thu nhập cao, còn nếu mà tụi em chưa làm được nhanh thì tụi em phải luyện lên để tụi em giỏi ra. Các bạn hiểu chưa? Và nếu mà tụi em giỏi thì nó như thế nào ạ? Anh cũng sẽ tham sẵn sàng mở công ty ra và anh giao hết công ty cho em, bởi vì tụi em rất là giỏi và anh rất là muốn cùng liên kết với tụi em phải giỏi ra. Ok chưa? Nó là các bạn phải thống nhất ở ngay chỗ đó, phải luyện cái kỹ năng cho giỏi, phải có kiến thức cho giỏi, phải có tư duy cho giỏi. Ok chưa? Có kinh nghiệm giỏi, ra vấp giỏi. Ok chưa? Thì ai cũng thích hết. Nên là chúng ta cần phải thay đổi cái điều đó. Hãy thay đổi cái suy nghĩ tư duy để thay đổi cái cách làm việc đi. Khi bạn có giá trị thì ai cũng trọng dụng bạn hết. Ok chưa? Bạn nào mà hồi nãy giờ chưa chia sẻ cái live stream này thì các bạn bấm các bạn chia sẻ về nhà các bạn đi. Ok, các bạn bấm chia sẻ ngay bây giờ. Giờ đi, tại sao các bạn chưa chịu chia sẻ? Hồi nãy giờ các bạn xem các bạn quên chia sẻ đúng không? Hãy chia sẻ đi. Ok chưa? Hãy chia sẻ nhanh đi các bạn ơi. Hãy chia sẻ ngay liền. Ok chưa? Chúng ta hãy tranh thủ đi. Và hồi nãy giờ các bạn thấy mình chia sẻ như thế nào? Ok, các bạn có học hỏi được gì không ạ? Các bạn comment xuống. Nếu các bạn học hỏi được cái gì thì các bạn comment xuống là các bạn học hỏi được những cái bài học gì, các bạn comment xuống, các bạn không comment. Các bạn comment xuống mới mình mới thấy bạn có năng lượng, bạn truyền năng lượng cho mình. Cộng với gì? Nó làm cho bạn nhớ luôn. Ok rồi, nó làm cho bạn nhớ luôn. Và khi nó làm cho bạn nhớ thì nó như thế nào ạ? Bạn sẽ hành động nó mỗi ngày. Còn không bạn đâu có hành động nó. Ok chưa? Và bạn nào mà chào anh em đang chào anh em đang thứ gì? Bạn gì? Bạn Cẩm Nguyễn. Chào anh, em đang không biết bắt đầu từ đâu, nhờ anh tư vấn giùm em. Ok à? Mình hay gặp những cái bạn này. Có những cái bạn, các bạn chưa? Cái kỹ năng rất là yếu. Ok à? Cứ nhào vô sắp là cà là hỏi mình liền. Anh ơi giúp em cái này, anh ơi giúp em cái kia. Cái kỹ năng đầu tiên trong giao tiếp với nhau muốn nhờ ai giúp đỡ cái gì? Đó là kỹ năng làm quen, đó là kỹ năng giao tiếp, đó là kỹ năng nói chuyện với nhau. Tức là cứ nhảy vô Facebook của mình, hỏi ơi, ABC nói một hơi, tức là đòi cho mình không à. Mà thậm chí mình cũng chả biết tên bạn là gì, mình cũng chả biết bạn ở cái khu vực nào, mình cũng chả biết cái lịch sử bạn trước kia nó là gì, vậy mà cứ đòi mình tư vấn. Các bạn hiểu chưa? Cái kỹ năng giao tiếp còn không có nữa, nghĩa là các bạn quá yếu. Và thế là nó như thế nào ạ? Nó làm cho cái cuộc sống của bạn nó sẽ không phát triển được. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nó là đó là chúng ta cần phải phát triển cái kỹ năng chúng ta mỗi ngày. Mình sẵn sàng chia sẻ, mình sẵn sàng tư vấn cho các bạn. Tuy nhiên cái vấn đề ở đâu ? Chúng ta phải tìm hiểu về nhau, chúng ta phải biết về nhau. Ok, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, chúng ta phải thân nhau, chúng ta hiểu về nhau. Đâu có thằng thánh gì mà tự nhiên chả biết bạn là nam hay nữ, chả biết bạn là trai hay gái, chả biết bạn là bao nhiêu tuổi, chả biết bạn ở cái khu vực nào, mà cứ nhờ hở vô hỏi là đòi tư vấn. Mình mà hỏi rõ về bạn đó là bạn không thèm trả lời. Vậy thì bạn bị vướng gì? Vướng cái kỹ năng giao tiếp, vướng kỹ năng giao tiếp quá vướng. Ok chưa? Vậy thì không thể phát triển được. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy thì vừa rồi những gì mình chia sẻ bạn thấy có hữu ích thì các bạn comment, các bạn hữu ích. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy comment và làm quen với mình. Ok chưa? Và bây giờ mình chia sẻ tới cái kỹ năng số mấy rồi? Các bạn, kỹ năng số mấy rồi? Các bạn comment xuống kỹ năng số mấy rồi. Kỹ năng số mấy mình cũng quên rồi, kỹ năng số mấy rồi? Ok chưa? Kỹ năng số mấy rồi? Bạn ơi, chưa? Đó là tới cái số mấy rồi các bạn ơi, tới số mấy rồi? Ok, cho bạn Minh Châu, cho bà Nguyễn Thắng. Ok, tới số mấy rồi? Vậy là bây giờ đã hồi nãy giờ là qua số 5 là tới số 6 đúng không?
tới số 6 là bạn phải thay đổi về, phải thay đổi cái diện mạo của mình. À, tức là thay đổi cái diện mạo của mình. Ok chưa? Thay đổi cái phong cách của mình. Bây giờ tới cái số 6 nè. Thay đổi cái diện mạo, cái phong cách của mình. Ok chưa? Nếu mà bạn ôm nhôm mà, ok chưa? Thì bạn phải làm sao cho mình mập và khỏe lên. Ok chưa? Nếu mà bạn ăn mặc thiêu thua quá thì bạn phải chỉnh chu lại. Ok chưa? Nếu mà bạn đang mập quá, u quá thì phải làm sao á, làm cho nó gì? Nó nhỏ gọn ra. Hãy thay đổi lại cái phong cách và cái diện mạo của mình. Ok chưa các bạn ơi? Cái hình ảnh của bạn nó quan trọng à? Nó vô cùng quan trọng. Nhìn thấy cái con người bạn nó mập, nó xồ xề quá là người ta biết rồi. Bạn này không kỷ luật và không kiểm soát được mình. Mà nếu thấy cái con người mà bạn mà ốm yếu, ốm o, gầy mòn quá, mà lúc nào cũng đòi làm giàu, thì thực sự người ta hiểu liền. Bạn làm giàu vì sức khỏe bạn, bạn còn làm không xong, bạn đòi làm giàu cái gì? Ok chưa các bạn ơi? Nó là phải thay đổi lại cái diện mạo của mình. Diện mạo của mình ở bên ngoài, mặc đồ chỉnh chu tươm tắt lên. Các bạn không tin nhá, các bạn xuống mấy cái khu, những cái khu mà những người mà thu nhập họ thấp á, là cái diện mạo của người của họ là nhìn nó khác nữa mà. Và các bạn thấy những người mà họ thành công và giàu có một cách bền vững á, các bạn thấy cái thần sắc của họ nó cũng khác liền à. Và các bạn thấy những người mà họ thành công mà giàu có bằng cái chụp giật á, các bạn thấy con người của họ nó cũng khác à. Các bạn có thấy khác không ạ? Vô cùng khác, rất là khác biệt. Đó là lý do mà chúng ta cần phải thay đổi cái diện mạo của chúng ta đi. À, thì bắt đầu mọi thứ nó mới bắt đầu thay đổi. Ok các bạn ơi. À, rất là tuyệt vời. Vậy thì bây giờ mình dành phút để mình quảng cáo về mình. Ok chưa? Mình có những cái quyển sách này này. Cái quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn, mỗi ngày một chút thôi. À, cái quyển thứ hai là quyển Bì Dân Đồ Quay. Quyển thứ ba là sách mỗi ngày một chút thôi của mình. Ba cái quyển sách của mình là nói về kinh doanh hết, phục vụ cho kinh doanh hết, ok, và cho khởi nghiệp hết, ok chưa? Bạn nào sở hữu, ok chưa? Hai cái quyển sách này trên mọi miền đất nước, khắp mọi miền đất nước, ok. Thì mình sẽ add các bạn vào trong một cái group riêng, và trong cái group này, tất nhiên là mình chia sẻ bạn sâu hơn về kinh doanh, ok chưa? Còn ở ngoài này là mình chia sẻ những cái gì ạ? Những cái kiến thức phát triển bản thân, những cái kiến thức chung. Ok chưa? Chương trình của ta còn tới gì ạ? Còn tới 10 giờ lận. Ok chưa? Chương trình của ta còn tới 10 giờ lận các bạn ơi. Tranh thủ xem tới 10 giờ lận và phải chia sẻ về trang nhà các bạn. Các bạn hãy chia sẻ đi, bạn nào chưa chia sẻ thì hãy chia sẻ đi. Lưu lại để chúng ta còn xem nữa. Và cho nhiều người xem nữa để họ biết đi. Và mình nói cái chủ đề hôm sau, chủ đề tối thứ sáu mà mình chia sẻ cho các bạn nè. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ không ạ? 10 thay đổi nhỏ dễ làm. Mình nói với các bạn 10 thay đổi nhỏ dễ làm. Ok chưa? Những thay đổi, ok chưa? 10 thay đổi nhỏ dễ làm, cái chủ đề tối thứ sáu. Những cái thay đổi nhỏ nó sẽ góp phần tạo ra cái thành công lớn. Ok chưa? Không phải là chúng ta muốn thành công lớn là chúng ta làm việc lớn, cái đó là suy nghĩ nó không phải vậy. Những cái việc nhỏ nó sẽ tạo ra việc lớn. Nó là bữa thứ sáu, 10 thành công nhỏ, 10 thay đổi nhỏ để các bạn sẵn sàng thành công lớn. Ghi chủ đề bữa tối thứ sáu vô. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì comment lên và nói rằng là lần đầu tiên biết mình, làm quen với mình. Bạn nào chưa mua sách thì comment xuống, ok chưa? Mua quyển sách của mình. Và khi các bạn có hai quyển sách rồi thì mình sẽ add các bạn vào một cái group, ok chưa? Vào một cái group và cái group đó mình chia sẻ sâu hơn về kinh doanh và sẽ như thế nào. Vào group đó các bạn phải đảm bảo là các bạn đã đọc cái quyển sách rồi, các bạn đã hiểu những kiến thức cơ bản về kinh doanh rồi. Ok chưa các bạn ơi? Và bây giờ mình tiếp tục, ok chưa? Điều thứ bảy là chúng ta phải thay đổi cái phong cách sống của mình. Chào bạn Lê Lựu, ok chưa? Chắc lần đầu tiên bạn biết mình, hãy làm quen với mình nhé. Ok chưa? Hãy làm quen với mình nha bạn Lê Lựu ơi. Rất vui kết nối với bạn. Chào bạn Ánh Mai, em muốn mua cả ba quyển sách của thầy vừa đưa ra nhé. Ok bạn Ánh Mai, ngày mai nhân viên mình sẽ gọi cho mình
muốn thay đổi nhỏ để thành công lớn. Ok, tối thứ sáu mình sẽ chia sẻ cái chủ đề này. Ok chưa? Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Ok chưa? Chúng ta lại tiếp tục. Phong cách sống. Ok chưa? Phong cách sống. Ok chưa? Thì kinh doanh là bằng phong cách sống, cuộc sống chính là phong cách sống của bạn. Ok. Bạn có phong cách sống của một người trung lưu thì thế nào bạn cũng trở thành người trung lưu. À, bạn có phong cách sống của một người doanh nhân thì thế nào bạn cũng trở thành một người doanh nhân. Bạn có phong cách sống của một người thành công và giàu có, thế nào bạn cũng thành công và giàu có. Bạn có phong cách sống của người nghèo, người cực khổ. Bạn có phong cách sống của người công nhân thì thế nào bạn cũng trở thành công nhân. Ok chưa? À, cái cách duy nhất mà mình nói rồi mà, cái cách duy nhất để chúng ta thay đổi là từng bước chúng ta thay đổi cái suy nghĩ và cái phong cách sống của mình. À, đồng ý là bây giờ chúng ta vẫn còn gì à? Em vừa chia sẻ thầy. Ok, cảm ơn bạn Lê Ngọc Bảo, bạn Pha Minh, cảm ơn bạn Pha Minh, bạn Thứ Hạnh. Ok, bạn Thứ Hạnh gì? Cái thứ bảy rồi bạn Thứ Hạnh ơi, phong cách sống. Ok chưa? Phong cách sống là nó như thế nào à? À, nghĩa là cái cách, dĩ nhiên bây giờ cái nền tảng của chúng ta đang thấp, có những bạn đang là nền tảng công nhân, nhưng mà bạn phải cho mình trải nghiệm cái phong cách sống cao hơn bằng cách nó như thế nào à? Bằng cách bạn thêm những cái gì à? À, ok chưa? Bằng cách bạn thêm những cái gì à? Những cái phong cách sống nó cao hơn là mỗi ngày bạn phải cho, mỗi một tuần bạn phải cho mình đi trải nghiệm những cái quán ăn mà những cái người thành công họ hay ăn. Hoặc là bạn trải nghiệm đi mua những cái món hàng mà người thành công họ hay mua. Dĩ nhiên chứ không phải là chúng ta mua hoài, nhưng chúng ta phải trải nghiệm cái phong cách sống đó để chúng ta gì? Chúng ta gần với cái phong cách sống đó, chúng ta quen với cái phong cách sống đó. À, tại sao những đứa nhỏ nó sinh ra ba mẹ nó làm kinh doanh thì trước sau nó cũng làm kinh doanh. À, các bạn chưa, bởi vì nó được gì? Nó được sống cái phong cách của người làm kinh doanh ngay từ trong trứng nước. Tại sao những đứa trẻ, ok chưa, nó sinh ra trong một gia đình ba mẹ nó nói giỏi ngoại ngữ thì nó cũng sẽ nói giỏi ngoại ngữ, bởi vì nó như thế nào à? Nó thuộc cái phong cách sống đó. Bạn Cao Thori, mỗi ngày một chút thôi, hay quá, đúng rồi. Ok chưa? Những cái quyển sách của mình viết ra mình phục vụ các bạn nên nó rất là phù hợp với nhu cầu của các bạn. Sắp tới đâu khoảng 1 đến 2 tháng nữa mình sẽ ra cái quyển sách tiếp theo, đó là quyển sách về kinh doanh và bán hàng online, nói về công nghệ 4.0. Ok, các bạn thấy điều này tuyệt vời, rất là tuyệt vời đúng không? Đó là bạn nào mà chưa sở hữu cái quyển sách của mình thì cái đó là một cái gì, cái điều nối tiếp cho các bạn. Mình rất là vui, độc giả khắp mọi miền đất nước, ok chưa, đang như thế nào đang đọc cái quyển sách của mình và hàng ngày họ đều comment về mình, họ đều giỏi văn hồi về mình, họ nói quyển sách quá hay. Ok chưa? Bởi vì sao mình viết gì, mình viết cho các bạn. Mình lặn lội ở trong này và mình hiểu là các bạn nào mà chưa sở hữu được cái quyển sách này, cái đó là điều rất thiết cho các bạn. Và các bạn thấy không hiện tại các bạn mua ở các nhà sách đều có, mua các nơi đều có, hoặc là các bạn inbox cho mình, sách sẽ được gửi về nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Tạo điều kiện cho các bạn như vậy thì nó rất là tuyệt vời. Tại sao các bạn lại không hành động nhỉ? Ok chưa? Nên là mình cũng nói là bạn hãy chọn phong cách sống của một người, phong cách của một người doanh nhân, của một người thành đạt, thì tự nhiên trong con người của bạn nó quen vậy. Và bạn sẽ như thế nào bạn sẽ từ từ từng bước bạn sẽ trở thành cái con người nó như vậy. Ok chưa? Bạn Tú Nguyễn nói là mình rất là năng lượng. Đúng rồi, mình luôn luôn năng lượng. Giờ này chưa ăn tối đó, chứ ăn tối xong còn năng lượng nữa. Ok chưa bạn Tú Nguyễn ơi? Và bởi vì sao hàng ngày mình đều chạy thể dục mà. Hàng ngày nếu mình thức dậy mình chạy thể dục, sáng 5 giờ, 6 giờ là mình chạy thể dục quanh cái khu của mình á. Nó là con người mình lúc nào nó cũng tràn đầy năng lượng đó. Ok, rất rất là tuyệt vời. Và bạn cũng suy nghĩ đi, con người bạn năng lượng, đó là cái phong cách sống của mình. Và nếu mà bạn nào mà học theo cái phong cách cách sống của mình thì bạn cũng sẽ có sức khỏe tốt, bạn cũng luôn tràn đầy năng lượng. Bạn hiểu chưa? Nên là các bạn thấy cái phong cách sống nó ảnh hưởng nó vô cùng ảnh hưởng. Ok không các bạn ơi? Điều này nó quá tuyệt vời. Các bạn comment xuống, các bạn nói là các bạn học rất là nhiều điều, rất là tuyệt vời. Ok chưa? Vậy bây giờ bắt đầu những cái số 8. Cái số 8 thì bạn xem những cái gì nó tác động trong cuộc đời của các bạn và nó giữ chân của các bạn lại. Bạn Lê Thiền, thầy luôn luôn năng lượng. Ok, cảm ơn bạn. Bạn Nhu Nguyễn, thầy ơi, thầy ngủ lúc mấy giờ? Ok,
mình thường thường là ngủ lúc 11 giờ, 11 rưỡi có, tối ăn tối muộn có hại sức khỏe không thầy? Ok, mình không biết có hại không thì mình không biết đâu. Nhưng mà mình cứ đi dậy về rồi mình mới ăn tối, thì mình ăn mấy năm nay rồi, mình thấy nó có hại đâu mà mình thấy mình vẫn cứ khỏe. Ok, nó là ăn vậy đau bao tử thôi, mình thấy mình cứ đau bao tử đâu vào ngủ, mình thấy mình khỏe luôn, ngày nào mình vẫn chạy. Nó là hình như là mấy cái khái niệm đó nó dành cho những người sức khỏe yếu hay sao á, còn những người sức khỏe tốt thì mình thấy nó chả bị ảnh hưởng gì hết. Tối nào mình cũng ăn, ok chưa? Mình đi làm về rồi mình cũng ăn mà, và mình thấy mình khỏe ru mà, mình có bị đau bao tử đâu gì đâu. Hình như mấy cái khái niệm đó nó dành cho mấy người sức khỏe yếu á, ok chưa? Rất là tuyệt vời. Hồi nãy giờ các bạn học được cái gì không thì các bạn comment xuống, các bạn không comment xuống mình không có thấy. Cái số 8 là những cái tác động trong cuộc đời của các bạn, cái điều gì nó cản trở bạn? Bạn chống Mỹ Linh. Ok, cho bạn chống Mỹ Linh, bạn comment cái chữ M là gì, không hiểu á. Không hiểu bạn chống Mỹ Linh ơi. Chúng ta phải comment rõ ra. Thầy có dạy về tech startup không thầy? Ok. Mình dạy về startup, còn tech startup thì bạn cứ chui vào cái lớp khởi nghiệp của mình thì bạn sẽ biết tech startup nó là cái gì. Ok chưa? Mình là dạy làm chủ một cái doanh nghiệp. Ok, còn bạn muốn ra bạn sở hữu nông nghiệp nông trại hay là nông nghiệp công nghệ hay là nông nghiệp kỹ thuật đôi gì đó là cái việc của các bạn. Ok, đằng nào thì cũng là công khởi nghiệp vẫn là làm chủ doanh nghiệp thôi. Ok chưa? Cái số 8 là điều gì đó đang cản trở thành công của các bạn, những cái tác động nào? Đó là ba mẹ. Ok con gái ơi, vừa rồi con gái Bambi của mình đó các bạn ơi. Ok chưa? Thầy nói hay mà không hài nữa, thầy là số 1 à. Ok, bạn chống Mỹ Linh rất là tuyệt vời, cảm ơn bạn rất là nhiều. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Vậy thì bây giờ mình hỏi tiếp này, cái tác động nào nó quyết định đến cái cuộc đời của các bạn? Đó là ba mẹ bạn, cái đó là cái tư duy của bạn, đó là cái suy nghĩ của các bạn, cái bảo thủ của các bạn. Nếu mà không tốt thì chúng ta hãy thay đổi đi. Không chịu thay đổi mà ngồi đó cứ bảo thủ nghe bất mệt. Rồi thậm chí có những người nó như thế nào à? Bé con thầy dễ thương quá. Ok, cảm ơn bạn Từ Hữu Cường. Ok chưa? Bé Bambi. Bé được 5 tuổi. Ok. Có bữa mình đang livestream thì bé hay chạy ra. Bữa nay bé chạy ra, bé uống nước xong cái bé đứng bé xem. Ok chưa? Và bây giờ bé đang ở trong phòng á, bé đang xem livestream của ba trong á. Và các bạn thấy ở trên màn hình nó có cái bức tranh nè. Các bạn thấy nó có bức tranh này không? Bức tranh này do Bambi vẽ đó. Ok các bạn ơi, cái bức Bambi vẽ đó. Các bạn thấy trên màn hình các bạn thấy có bức tranh không? Cái bức tranh này. Ok chưa? Cái đây là cái bàn học của Bambi. Và các bạn thấy có bức tranh không? Đây nè. Cái đây là cái bức tranh của Bambi vẽ nè. Các bạn đi cho cô bé áo đỏ này, mặt trời này, chim nè. Ok, Bambi vẽ đó. Và cái đây là bàn học của Bambi nè. Bambi có cái bàn học nè, ba mẹ đóng cái bàn học này cho Bambi nè. Ok chưa? Và cái đây là cái bàn mà mình hay ngồi mình làm việc. Dĩ nhiên mình có cái phòng làm việc riêng. Cái phòng làm việc riêng của mình nó nằm ở phía trong đây. Các bạn có muốn xem cái phòng làm việc riêng của mình không ạ? Ok, các bạn nào có muốn xem cái phòng làm việc riêng của mình thì các bạn comment vô. Và các bạn nói là các bạn muốn xem cái phòng làm việc riêng của mình. Ok chưa? Để các bạn thấy được cái phong cách sống. Ok, phong cách sống của nhà mình là rất là đơn giản. Mình thì thích đơn giản và thích đi du lịch. Ok chưa? Các bạn nào muốn xem cái phòng làm việc riêng của mình thì mình sẽ cho các bạn xem cái phòng làm việc riêng của mình. Đây là cái phòng làm việc riêng của mình. Ok chưa? Trên bàn này các bạn thấy mình có sách này, có tài liệu này, cái này là cái tủ ngay phía sau lưng của mình này. Đây là cái bàn làm việc riêng của mình này. Và sách. Và các bạn thấy luôn có cái kệ sách. Ok, có hình gia đình. Ok, đây là cái phòng làm việc riêng của mình. Ok chưa? Và đây là cái ghế làm việc. Ok chưa? Đây là cái ghế mình ngồi này, rồi các bạn hay đến này, mình mời các bạn ngồi ở đây. Và ở bên này là cái cửa sổ ra sông. Các bạn thấy không? Cái kia là cái bờ sông Sài Gòn, nó rất là đẹp. Ban ngày thì mình mới quay được cho các bạn. Cái này là cái cửa sổ ra ngoài sông. Bên ngoài cái này là sông Sài Gòn, nó rất là đẹp các bạn. Ngoài này là sông Sài Gòn. Cái không gian sông Sài Gòn. Ok chưa? Đây là nhìn các bạn nhìn thành phố về đêm. Ok. Và bên này là sông Sài Gòn các bạn. Sông Sài Gòn.
và bây giờ tối nên các bạn không thấy, ban ngày đẹp lắm. Ok, ban ngày mình ngồi mình nhìn mình thấy sông Sài Gòn, và các bạn đó, nhà mình là ở sát sông mà, các bạn sẽ nhìn thấy sông Sài Gòn. Ok chưa? Và tủ sách của mình thì rất là nhiều. Ok, mình thì rất là nhiều sách. Ok chưa? Và vừa rồi là các bạn xem cái phong làm việc của mình. Người ta gọi là đây là cái phong cách sống. Ok, cái phong cách sống của mình đây, đây đây đó, các bạn thấy cái bàn làm việc của mình. Mình ngồi mình làm việc ở đây, bàn làm việc ở tạ nha. Ok, các bạn ơi. Vâng. Đó, cái đó là các bạn thấy không ạ? Cái đó là cái phong cách sống của mình. Ok các bạn ơi. Một cái phong cách sống, và mình rất là quý sách. Sách là cái tài sản mà mình rất là quý, bởi vì nó chứa trí tuệ của con người. Người mà họ viết sách, không gian sống và bố trí tuyệt vời của thầy. Ok. Bởi vì sách đó là trí tuệ của con người. Ok, vậy thì cái điều gì nó tác động và nó làm cho bạn không thay đổi được? Thì bạn phải tìm hiểu cái nguyên nhân đó và hãy thay đổi nó để cho cái gì? Để cho cái cuộc sống của ta nó thay đổi được đổi đi. Và nếu bạn không biết cách nào để tác động được thì các bạn hãy làm việc sâu hơn với mình. Mình sẽ chỉ cho những cái điều gì nó đang ảnh hưởng đến cái cuộc sống của bạn. Không gian đẹp làm thầy. Ok, cảm ơn bạn anh Mai rất là nhiều. Cái không gian đẹp ban ngày các bạn, ban ngày mà ngồi trong phòng mình đó mà nhìn ra cái sông Sài Gòn ở bên kia đẹp tuyệt vời. Bạn nào tới nhà mình lúc ban ngày thì bạn nói ô trời ơi, nhìn ra sông đẹp quá. Ok, rất là tuyệt vời. Ok, và đây là cái phòng làm việc riêng của mình. Lúc cần là mình ngồi mình viết sách, lúc cần mình ngồi làm việc hai nơi, một lúc thì mình ngồi đó, có lúc thì mình ngồi ở trên bàn ở ngoài đây. Ok chưa? Thầy có căn phòng làm việc rất đẹp. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta cái điều gì em mới về nhà thì sao cái đó. Ok, ở Sài Gòn về rất là tuyệt vời. Vậy thì cái điều gì nó cản trở các bạn, cái tác động trong cuộc đời của bạn nó là cái gì? Nếu mà bạn nào chưa biết là thầy đầu tư vào tiền điện tử chưa? Ok, cái tiền điện tử ít bữa mình sẽ livestream, mình sẽ nói về tiền điện tử. Ok chưa? Chút xíu nữa mình livestream mình nói về tiền điện tử, các bạn có đồng ý không ạ? Để cho các bạn am hiểu về nó, để các bạn khỏi bị gì, khỏi bị gạt. Các bạn cứ muốn mình livestream mình nói về tiền điện tử mà. Ok, nếu mà muốn giới thiệu cho em ít sách hay thầy ơi. Ok, có rất là nhiều sách hay, quan trọng là cái gu đọc thôi. Vậy thì cái điều gì nó tác động đến cuộc đời của các bạn, và bạn muốn thay đổi cái điều gì để nó làm cho cuộc sống bạn nó tốt hơn? Làm sao để được gặp mình? Ok, bạn đến lớp học của mình thì bạn sẽ gặp được mình ngay. Còn gặp một thì mình rất là ít gặp, nhưng mà đến lớp thì sẽ gặp được ngay. Ok không ạ? Rồi bây giờ cái thứ chín là cái gì ạ? Là cái cân nặng của bạn. Ok chưa? Cái thứ chín là cái cân nặng em thích nè thầy. Ok chưa? Cái thứ chín là cái cân nặng. Nếu bạn nào mà quá nặng về cơ thể, ok chưa, thì có lẽ ok chưa, thì bạn phải như thế nào? Bạn phải lên kế hoạch. Ok chưa? Để giảm thiểu liền. Để giảm thiểu ngay. Còn nếu mà bạn quá cân nặng thì cái cuộc đời bạn nó khổ vì cái cân nặng đó rồi. Quá mập thì cuộc đời chúng ta đơn giản, chúng ta khổ bởi vì chúng ta mập. Thì đừng có để cái đó để nói gì nó ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn, nó như vậy nó rất là nguy hiểm. Ok chưa? Còn nếu mà cuộc đời bạn nào mà như thế nào mà đang ốm quá, ok chưa, đang ốm quá thì bạn cũng phải điều chỉnh nó đi. Đừng có để cái cuộc đời chúng ta nó kham khổ nó như vậy. Ok chưa? Và mình cũng livestream nhanh thôi bởi vì mình đói bụng rồi. Ok, bây giờ tới cái số 10. Ok chưa? Cái số 10 đó là người yêu bạn hay là người bạn đời của bạn. Ok chưa? Nếu mà bạn đang có người yêu và người bạn đời của mình mà luôn cản trở mình và luôn gây khó khăn cho mình thì bạn cần phải có cái kế hoạch để làm cho nó tốt hơn. Nếu không tốt hơn thì nó như thế nào mọi thứ nó sẽ cản trở bạn. Bởi vì sao? Bạn sẽ rất là mất năng lượng. Ok chưa? Đó là nếu mà bạn đang có người yêu hoặc là người bạn đời của mình mà không cùng tư duy, không cùng suy nghĩ, không cùng nó như thế nào không cùng chung hướng đi của mình, không chung cách làm của mình, nó ngược nhau thì sao nó sẽ cản trở bạn rất là nhiều thứ. Bạn còn nhận ra điều này chưa? Nó cản trở bạn, nó cản trở năng lượng của bạn, nó cản trở cách làm của bạn, bạn sẽ không tiến được đi đâu hết. Vậy thì bạn cần có cái hạch
để giải quyết triệt để cái vấn đề này. Còn nếu không giải quyết triệt để này thì các bạn phải cần có một cái thử thách lớn hơn. Ok chưa? Là đôi khi là chúng ta cần phải có một cái quyết định nó, mình gọi là nó can đảm hơn, là chúng ta phải cần phải chấm dứt. Cứ còn không là nó sẽ làm cho cuộc đời bạn nó đi xuống. Và các bạn thấy rất là nhiều các gia đình, cái cuộc sống nó như thế nào à? Nó không có được tốt bởi vì sao à? Bởi vì hai người nó như thế nào à? Nó bị xung đột nhau. Và các bạn thấy có những gia đình họ vợ bực quá nó như thế nào à? Phải gì à? Gây ra hậu quả với chồng, và chồng bực quá gây ra hậu quả với vợ. Bởi vì sao à? Bởi vì nó cản trở nhau và một lúc nó không đột phá được và nó bộc phát qua những cái hành vi nó rất là nguy hiểm. Các bạn hiểu chưa? Nên là đó là lý do mà chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải có một cái quyết định rất là dứt khoát khi chúng ta đã làm việc với nhau. Chúng ta đã kiên nhẫn, chúng ta làm việc với nhau, chúng ta đã kiên trì, chúng ta làm việc với nhau rồi. Mà nếu nó không đi cùng hướng thì chúng ta phải có quyết định rất là táo bạo để chúng ta giải thoát ra. Và khi mà bạn giải thoát cái việc đó ra thì nghĩa là cuộc đời của bạn nó cũng sẽ được giải thoát luôn. Nó sẽ được phát triển. Ok chưa? Nó sẽ làm cho chúng ta thăng hoa hơn. Vì nếu mà chúng ta tìm được một cái người song hành của chúng ta luôn ủng hộ sứ mệnh và tâm nhìn của chúng ta, còn không nó như thế nào à? Nó sẽ bắt chúng ta, bị giữ chúng ta lại. Ok chưa? Vậy là vừa rồi mình chia sẻ bạn 10 cái thứ mà các bạn cần phải thay đổi trong cuộc đời mình. Và nếu mà bạn không thay đổi cái này thì nó như thế nào à? Bạn sẽ không phát triển được đâu. Ok chưa? Mọi thứ không hoàn hảo ngay từ đầu được, mà chính các bạn phải làm cho nó hoàn hảo. Mọi thứ không tuyệt vời ngay từ đầu, chính các bạn phải làm cho nó tuyệt vời. Bạn nên nhớ, đừng cứ mong mà ngồi để chờ mọi thứ nó tuyệt vời, làm gì có. Không có cái chuyện đó. Chính bạn, chính cái suy nghĩ của bạn, chính cái quyết định của bạn. Bạn có thể bạn quen với người yêu của bạn, lúc đầu họ chưa tuyệt vời, thì bạn phải từng bước chia sẻ cho họ để họ tuyệt vời hơn. Chứ bạn đừng có mà quen một người yêu rất là tuyệt vời, rồi quen với bạn riết cái họ không còn tuyệt vời nữa, vậy thì nó dở thôi. Ok. Bạn đừng có một mối quan hệ rất là tuyệt vời, rồi chơi với bạn riết một hồi cái mối quan hệ đó không còn tuyệt vời nữa, thì cái đó là dở hơi kinh khủng. Bạn hãy làm cho mọi thứ mỗi ngày tuyệt vời hơn. Đó là cái quyết định của bạn. Đó là cái mà bạn nó như thế nào à? Bạn luôn luôn làm chủ được cuộc chơi. Ok chưa? Và bạn luôn luôn đảm bảo rằng cuộc sống mỗi ngày luôn luôn tuyệt vời. Cuộc sống mỗi ngày luôn luôn tràn đầy năng lượng. Và cuộc sống mỗi ngày luôn luôn tốt, ý nghĩa. Chúng ta sống không có nhiều đâu, mà dành rất là nhiều thời gian cho lo sợ, lo lắng, hoang mang, phán xét, ganh tị người này, ganh tị người kia. Thì như vậy để làm được ca gì? Nó không được ý nghĩa gì hết. Ok chưa? Vậy thì các bạn, tối thứ sáu các bạn xem tiếp live stream của mình, là 10 cái thay đổi nhỏ nhưng nó sẽ tạo ra tác động lớn. Ok chưa? Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn nào chưa mua sách của mình thì các bạn comment xuống và các bạn mua sách của mình. Ok chưa? Và bạn nào mua được 2 quyển sách rồi thì mình sẽ add các bạn vào một cái group riêng để mình chia sẻ sâu hơn về kinh doanh khắp mọi miền đất nước. Ok chưa? Bạn nào đã đọc quyển sách này rồi thì mình sẽ làm việc rõ hơn trong cái group riêng đó. Ok các bạn ơi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã xem cái chương trình livestream của mình. Tối thứ sáu mình sẽ chia sẻ tiếp. Bây giờ mình đi ăn tối đây, bởi vì mới đứng lớp về chưa kịp ăn tối và lên đây nó như thế nào lên đây chia sẻ cho các bạn luôn. Ok chưa? Các bạn là những người rất là tuyệt vời. Và tiếp theo nữa, nhớ chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn và lưu giữ đó để sau này lâu lâu quên thì xem lại. Ok, chúc các bạn buổi tối ngủ rất ngon. Cảm ơn các bạn rất nhiều.